Chú chú. Chú cái này mà chú. Cầm đâu rồi nó hai. Từ từ kẹo từ từ đó để con nhìn. Nó vô đây nó vẫn còn để trứng ở trong luôn nè. Vật đầy trứng mà. Hay gì ta? Đây để trứng trong này đầy luôn nè. Từ từ nha. Cứ đi cái đi cho thấp xuống này. Đúng rồi, chúng ta cũng cầm đầy luôn á. Ừ. Mình từ từ thôi, chứ không cần cần. Không người đánh đâu. Ô, đưa cái kéo vô đông đâu. Kéo vô đông lên cho mình kia. Ừ. Tuốt đừng có vô tấp vô vào mà được. Khô nhiêu đầy rồi, ớt rồi, khô làm chi nữa. Cho nó vào luôn chú Lương. Rồi là chui rồi. Chui rồi à? Đó chú, cái tao đó. Trời. Sao xảy con rồi. Thôi phải kéo lại mà lon chứ. Ồ, toàn cá mini. Đó. Mới xuống. Chờ dạng chưa ăn thua nữa. À. Rồi đi đừng đi. Trời. Đứng lên đi đừng lên. Đầy luôn đất nè, bắt cá thả ao này đất nè. Lấy cái bao này anh ơi. Đây này chủ đây này, lấy cái bao này. Có bịch bóng dưới đây nè. Bóng đó, lấy cái nước cái này lên nhanh lên. Đứng lên còn đang tận ngắm mắt. Chờ chú này. Chờ chú này. Tôi lên rồi đó. Cho lên luôn, cho lên hết luôn. Nó nhảy nó khỏi ướt khỏi sóng nó. Đó rồi đó. Phóng nè, khỏi phóng cái tôm đi. Trời. Trời quá trời luôn. Tôm đẹp. Hai chục con lươn đẹp hết này. Đẹp này. Tép nhiều lắm. Có tép. Ừ, có tép luôn. Nhiều lắm. Tép nó dùng ít thôi, nó không nhiều. Hồi đổ bao nhiêu đồ đóng bao luôn đấy chứ. Đồ bao luôn. Cá tẹp cái chứ đồ thao hôm nay nuôi. Cá to lắm, sót lại đó. Có cái hả? Sót lại đó. Nó cho chú cho Đức đi chú ra lấy về mà. Rồi hết cá to rồi. Rửa thôi. Rửa đấy. Mua cái đồ với áo cái chán thì nó có nó phải. Chồng nhớ. Cá to ta bắt con cá nữa hả? Bắt cái con chịt này để cho họ thả nhưng con chịt dữ thằng này, con chịt cá. Trời ơi. Con chạy rồi. Con thua rồi. Cá để đâm chạy mẫu rồi. Thôi, đây. Kéo phát nữa. Thôi, này này. Đưa rồi đây. Đây. Đây, qua đây. Đây, cái đồ nước. Đây, áo ngay đây mà gần mà. Gần đi cũng phải đi lượt chứ. Chứ có 3 bước tới nơi hả? 3 bước à? Nước sách mệt. Cuối cùng. Cái giường rớt ra ngoài hết kìa. Bơ cái tay dữ không? Chưa, chưa rồi. Giờ tôi đúng rồi, đúng rồi đây. À. Rồi. Chú Lương chạy mẫu tay chú Lương chạy mẫu kìa. Đúng tao đẩy nữa, nó quăng một cả trùng này. Cả. Trùng nó gai, cả gai. Cá to chạy mẫu không đâu, cá nhỏ mới đâu chứ. Này. Kéo lại không được, lên. Nó kéo kìa, nó phải lên vào luôn đó. Đâu cá to đâu hết rồi mẹ. Phi không hả? Phi không à. Phi ra không phải cả kia à? Không. Giỏi. Độc cá phi. Trứng nè, trứng trong xô nhiều lắm. Tí nữa lên mà coi, trứng trong xô nhiều lắm. Cứ bình tĩnh đi từ từ. Ừ, trong xô nhiều lắm á. To chưa? Đâu phải trứng nó đâu, trứng nó ở dưới á. Trứng nằm ở dưới á, phải trên nó đâu. Hả? Nó đâm cái chân chảy máu. Vậy là con mới cảm chân nó cao hơn cái hồ này á. Con
có chân sảy, có chân sảy. Sảy chưa? Có trời luôn này. Bây giờ dấu chân á. Ờ dấu chân á. Xuống trước đi. Rồi từ từ ra nè. Ê nội. Rồi. Bắt cảm sảy nó sảy lại á. Con nó sảy là con to á. Có 3 bốn con to thôi. Bốn con to trong đi thôi. Rồi lên lên đây. Thế rồi. Một cái chuột. Lên tên nở lấy cái bao tên tên giò của bà con chủ được. Không đưa lên tên nhìn đi phải tâm. Đây là cái hột 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 cái cá nhỏ cho biết được gác. Đây. Quá sợ. Ừ. Lên cái máy rồi. Đây này này, trên đây nè. Trên cái giò đồ của bà đó. Đồ nghề á. Đồ của nào á. Như thằng dột rồi mà. Ồ, đường này ít thôi. Có một nữa mà lại nhiều. Vẫn còn mấy con. Đó, đầy luôn. Con bạn hồ mang về nhà nhậu hồ. Không, nhậu nhẹt gì tầm này á. Nó lấy không à? Rồi, nó nhỏ không lấy mà. Còn để đưa lên trên thì rửa rửa mất được con này khê văn luôn. Cái này sướng quá. Hức sao được quá. Hát xuống không? Anh mới bỏ cả để đưa về. Nhanh đi chiều rồi. Chiều rồi vừa nhậu xong không? Cái này cho gà mà. Bỏ tiêu khô muốn làm ai làm được mà khó. Lên 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 mày mới rửa này. Chú lội luôn chuột, cầm cái xô cá đó chuột ơi. Bỏ cá vô bịch đi, không để như vậy. Nè. Theo không? Chạy nữa đây hả? Nhanh lên cầm bật qua đây luôn chú ơi. Khỏi cầm xô đi cầm bật qua đây. Ờ. Rồi. Ui bùn lên đây này thấy không? Cái kẹo dễ bùn luôn nguyên. Ui con to này. Con to này. Con xô. Đó. Đó, con nó mới to đó. Đó trời. Ừ, con cá nó bự hơn cái chú này. Ừ. Đưa xô, đưa cầm đi, con xuống đưa đi. Con đi gớm này. Cầm cái này lên trên đi. Không lên trên luôn, con lên trên luôn. Nó sạch, trên đi ăn luôn. Rồi, đấy. Con này to, con mè. Mè. Mè hả? Đây. Ủa con mè nó kìa. Mè trắng. Thấy vậy ta? Mè này. Đấy, đấy. Trời ơi. Ồ, to đó. Mè. Ờ, quá được con mè luôn. Má quật cửa nó lúc đâu đùng một cái kìa. Ờ. Quật rồi. Thạc. Sao mà sóc mè hay rồi. Mè nó nhiều nhất đi. Ừ. Mẹ cầm đi. Lại mẹ con to đi chứ đúng không mặt con to chứ không sao mẹ tính nó cũng mau to đấy chứ hả rồi mẹ con chuẩn bị bắt bố mua rồi á các bạn nè lấy củ đợt này lấy mè rồi quăng đi ta phải cầm nó đi chứ cầm đi cho đưa lại, lại không, không đừng có thả mè hả cái mè thả gì mẹ cả con. Mẹ cái mè làm gọi ngon ấy nha. Cầm lại cầm lại. Rồi sao lên sao cầm này. Có ông lên cuộn ống mà mẹ. Bố nhà mi bớt rồi. Bố đi cho heo rồi mà. Đi đâu? Được xe rồi. Rồi nhớ kẹo thịt khăm nữa đi. Đây đứng gọi nữa đâu.
ông mình cứ đi mình cứ mình cứ kéo căng vậy đi. Đi qua này, qua này. Cái mặn quay làm gì á? Cái gì có đồ hả? Cái gì mà cá trơn này. À. Hay là cá me nữa. Ừ. Chắc là xảy cá me nữa rồi. Rồi. Hả? Nó sắp mưa rồi. Ủa? Ủa? Con cá trơn đang luôn. Cá rô. Rồi. Thôi thầy. Kéo con cá bự bự chạy luôn. Đừng có mày to chứ thầy. Làm một phát lên rồi lấy cá mè lên luôn chứ. Đây. Chắc chưa vô lưới rồi. Chưa có không phải chịu cho biết đó. Nó đã to hết rồi. 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 Nó đã to hết rồi.